Việt Nam. Không khí bên đây rất là vui tươi và đây là lần đầu tiên mình tham gia vào concept ca nhạc, mình cảm thấy rất là hào hứng. Tụi em rất phấn khởi và không thể mong chờ hơn ạ. I really like the festival and the music here. Yeah, everyone's having a good time and we're also having a good time. We study here. I'm a design student at MIT. And I've been to a festival like this before, to EDM festival by Student Council, and it was great, and this one is even better. And I think each year they make things better and better. I really love it. Thực sự đây là một chương trình mà sôi động nhất từ trước đến giờ em được tham gia ạ. This is my first time here at the festival. I am a student here. The difference between here and in Sweden is it's not really that big of a change. Em hy vọng rằng là giới trẻ tụi em sẽ có thêm nhiều những cái event giống như vậy hơn nữa để có thể bùng cháy hết mình và có thể là chìm đắm trong âm nhạc. Tháng này là tháng Giáng sinh á, thế nên là bọn em cũng muốn là tạo một cơ hội, một cái sự kiện nào đấy để cho các cặp đôi có thể gần nhau hơn. Đối với chương trình này thì đã tạo ra là 5 cung bậc cảm xúc khác nhau. Thứ nhất đấy là khi mà bạn cảm nắng một ai đấy, khi bạn falling in love, thứ ba là bạn đang yêu. Và sau khi tình yêu thì đấy là chính là sự có một sự argument, có nghĩa là sự cãi nhau. Và cuối cùng là khi mà bạn chia tay thì bạn hồi phục được mối quan hệ đấy, bạn quay trở lại cuộc sống. Em không biết. Tất nhiên là biết rồi ạ. Em cũng là bên xương đó mọi người. Bên gì? Anh ơi, bọn em thích nghe nhạc của anh lắm. Anh đừng có người yêu nhé. Anh ra thêm nhiều bài hay nhé. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Billboard Việt Nam. Khi vừa đến đây mình đã cảm nhận được cái năng lượng rất là trẻ của các bạn ở đây. Mình rất là thích. Khán giả là cái nguồn lửa lớn nhất để truyền cho mình. Khi mà mình bước lên sân khấu, mình nghe tiếng của các bạn và những cái lời tung hô của các bạn, cái đó, điều đó là cái điều hạnh phúc nhất. Không chỉ với riêng mình mà mình nghĩ với tất cả những người nghệ sĩ luôn. Mình cảm ơn vì điều đó. Nàng đi qua lối đó. Ngày hôm nay Trúc Nhân cũng không hiểu là cái lịch diễn nó tình cờ hay sao mà lại trùng vào cái ngày chung kết của đội tuyển Việt Nam đá. Thì Trúc Nhân cảm thấy ở đây cũng rất là đông, cũng đã rất là nôn nóng để ra sân khấu để tặng cho tất cả các bạn những cái ca khúc, là những cái bài hát. Nụ cười đó ngỡ như quen rồi ha, ha. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Đến với một cái festival ở ngoài trời như thế này thì thật sự đối với Uyên đó là lần đầu tiên. Không khí nơi này rất là sôi nổi, rất là nhộn nhịp, làm cho mình cảm thấy khá là hồi hộp và thật sự là siêu phấn khích. Quay lưng đi ôm chào nhau. Những đêm nhạc như thế này nó là món ăn tinh thần không thể thiếu cho các bạn sinh viên. Qua những cái ngày dài học hành mệt mỏi thì đây là những cái thứ mà giúp cho các bạn có thể refresh được tâm trạng của mình. Và không những thế, đối với những người nghệ sĩ như Đen, được đứng ở những cái sân khấu như thế này nó làm cho mình trẻ lại, nó truyền cho mình được rất nhiều lửa và rất nhiều động lực để có thể làm ra những sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Không có ý buông lời sát thương, cơn đau này nhét hương, những suy nghĩ khác thường để em lại cho người khác thương. Không có ý buông lời sát thương, cơn đau này nhét hương, những suy nghĩ khác thường đành để em lại cho người khác thương. Như các bạn đã thấy, một không khí cực kỳ là sôi động mà mình đang rất hào hứng cho set nhạc của mình. Để đáp lại không khí như này, mình sẽ mang đến một set nhạc cực kỳ bùng cháy, giàu năng lượng và sẽ có nhiều bài hát bất ngờ dành cho các bạn. Nếu anh có yêu nói đi làm gì. Đã mong chờ và đã rất là nhiều cái không khí này. Bởi vì các bạn biết đấy, sau một số cái sự cố thì hiện tại các cái festival âm nhạc điện tử đang rất là khó tổ chức ở Việt Nam. Thành ra với một cơ hội có thể đứng trước các bạn như thế này và cháy hết mình thì nó thực sự là một niềm hạnh phúc đối với Slim V, và mình thực sự là rất nhớ cái cảm giác này. Mặc dù các cái quy mô các cái lễ hội âm nhạc nó khác nhau, nhưng mà cái sự cuồng nhiệt mà các bạn đem đến mới là cái điều quan trọng nhất đối với những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu như bọn mình.